Cho nên Tổ Hồng Quang nói cái thời này nè, mà tìm cái người triệt ngộ tự tánh, mà đốn ngộ triệt ngộ ti bằng Phật, mà nhiều đời tập khí sau phải tìm tu. Mình tìm cái người đốn ngộ trong thời này tìm không ra. Nhưng ngài thiền thì triệt ngộ thiền sư là ngài đốn ngộ, là ngài triệt ngộ rồi đó. Mà khi ngài vừa triệt ngộ rồi, ngài thấy tiêu cho cái tư hoặc và kiến hoặc là tham sân si mạn nghi đó, ngài kêu nó khó, cực kỳ khó, phải vô lượng đời ức kiếp. Cho nên thành ra ngài triệt ngộ thiền sư, ngài mới chuyển sang tịnh độ liền. Và ngài nói là thật vì sanh tử phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu trì danh niệm Phật, để ngài nguyện vãng sanh Tây Phương, trở thành tổ thứ 11 là ngài Tĩnh Am đó. Triệt ngộ đó. Cho nên thành ra bọn phàm phu chúng ta mà triệt ngộ tự tánh thì chắc là không có cửa rồi đó, không có rồi. Nhưng mà ngộ về cái lý tịnh độ cũng không có mấy ai đâu. Cho nên thành ra họ đâu có ngộ, cho nên thành ra họ đọc làm gì đâu có, họ đọc sơ sơ. Mà cái người mà ngộ về cái lý tịnh độ rồi là họ không bỏ tịnh độ. Họ đọc để cho cái lý này nó rõ ra, để cho cái thực hành của họ nó không chướng ngại. Mà ngộ về cái lý tịnh độ đã là khó rồi, mà ngộ về tự tánh càng khó hơn. Ngộ về cái pháp hành như hồi tối hôm qua quý vị niệm Phật á, đơn giản vậy ngang. Cái pháp môn niệm Phật nó quá đơn giản, cho nên pháp môn này khó tin và rất khó tin mà. Vì câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bờ tiêu tám ức kiếp trọng tội sinh tử. Làm gì mà câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật chỉ cho người ta mà bằng hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Mà tổ nói vậy không có lừa gạt chúng ta đâu. Có đó, có đó. Đúng đó, không sai đâu. Nếu mà mình tin được như vậy đó thì công đức nó có liền. Tin được cái pháp hành này đã là khó rồi, chứ không phải là dễ đâu. Cho nên chúng tôi nói, thực sự nếu ai mà vào được trong văn sao, tin văn sao, ngộ được cái lý văn sao rồi, người tu tịnh độ này chắc như bắp không bỏ được. Bởi vì cái pháp trong văn sao là pháp hành. Sáng chúng tôi nói với lại thầy Kim với thầy Quảng Sơn, cái pháp trong văn sao là Tổ Ấn Quang, ông chứng vào cảnh giới đó rồi. Cho nên ông nói vào cái pháp hành này, mà nếu mà ai mà tin được cái pháp hành này rồi ha, thì người này không bỏ tịnh độ. Bởi vì khi họ tin bắt đầu là họ dùng liền. Lạ lắm, cái pháp hành của Tổ sư Ấn Quang trong văn sao là khi mình nghe là mình muốn làm liền. Nghe là muốn niệm Phật, nghe ngài nói đến chuyện niệm Quan Âm là thích niệm Quan Âm, thấy ngài trì đại bi là tự nhiên thích trì liền. Thì cái pháp hành này giúp cho mình không bỏ, không bỏ cuộc. Hay ngay chỗ này, đọc đi về đọc thử xem sao. Hôm nay nghe cảm ngộ. Nếu mà không cảm ngộ nữa thì thôi rồi, loài súc sanh thì chịu thua. Bây giờ kêu nó vô đứng gần đây nói gì đi nữa này, nó vĩnh vĩnh tai rồi nó bỏ nó đi, không bao giờ nó nghe. May thay con người mình còn được cái hiểu biết, nghe được tiếng người. Súc sanh có tai mà nghe không tiếng người, nghe tiếng người nghe không được. Nó có miệng mà nó nói tiếng người nó nói không được. Nó nói không được. Bởi vì cái nghiệp nó quá xấu ác, nó nói sằng bậy, cho nên bây giờ có miệng nói không được. Trong văn sao nói vậy. Nó có tai đó mà nó nghe mấy cái tiếng gọi là nhơ nhiễm xấu ác, cho nên có tai mà nó nghe cũng không được. Ghê chưa? Ghê chưa? Ông Hàng Vũ ông nói hướng dẫn người tu lâu dài chỉ có đưa sách thiện thư, đưa sách thánh hiền, đưa sách Phật Bồ Tát là hay nhất. Còn nói chỉ trong chốc lát họ nghe xong rồi, họ sẽ tay này qua tay kia, họ không tiếp tục họ nghiên cứu, họ học hỏi, họ đọc, thì họ không thể thành tựu được. Cho nên Tổ sư Ấn Quang mỗi lần người ta gửi thư đó là tôi tặng cho ông một gói sách ngang Gia Ngôn Lục nè, An Sĩ Toàn Thư nè, Cảm Ứng Thiên nè, Thọ Khang Bảo Giám, tôi làm cho ông hai gói luôn nha. Rồi khi mà ông nhận được rồi ông tặng cho những người đó. Hay, hay cái chỗ là ai đến ngài cũng tặng sách thánh hiền về tu đi, đỡ tốn công sức mà hiệu quả cao. Còn đi giảng bằng cái miệng của mình nói cho họ nghe ngay bây giờ, mà sau khi xong rồi họ không có giữ, cứ tiếp tục họ đọc kinh sách, họ không tiếp tục thì họ làm sao họ thành tựu được, uổng công mình quá. Hay, ông Hàng Vũ này thực sự ổng là đặc độc đáo. Và Tổ sư Ấn Quang cũng vậy, đem sách thiện thư lưu truyền công đức vô lượng. Họ để đó, nếu mà họ không đọc về sau huynh đệ họ đọc. Cho nên mỗi lần trai tăng là chúng tôi thích cúng dường pháp bảo chung với là vật phẩm. Ở dưới Đại Ninh mà cúng dường 500 vị có văn sao trong đó. Chỉ còn 5 vị thôi, 5 vị thôi. Họ chịu đọc thôi thì tuyệt, tuyệt. Xung quanh 5 vị đó thì biết bao nhiêu người được ảnh hưởng không? Ra Đà Nẵng cũng cúng được hơn 100 vị. Xuống Phú Yên hơn 40 vị. Đi đâu chúng tôi cũng nghĩ đến cái việc cúng dường pháp bảo. Mà khi nghĩ đến cái việc cúng dường này thì có cái công đức phát sanh trí tuệ. Nó đặc biệt cái chỗ này. Cho nên hôm nay mong chư tăng hôm nay có mặt ngồi thọ dụng được cái vật phẩm nhân ngày lễ của Hòa Thượng Tịnh Không 49 ngày. Âu đây cũng là cái duyên quý vị có mặt ở đây. Cái duyên thù thắng lắm đấy. Chứ không phải tự nhiên đến được đâu. Rồi ra phòng kinh sách bắt đầu lấy một số sách về xem thử sao. Xem sách thử coi. Văn sao Tổ sư Ấn Quang Tinh Hoa Lục.
rồi xem thử coi là Thọ Khang Bảo Giám nói cái gì. Giữ gìn thân thể bằng cách bớt ham muốn về dục lạc, coi có đúng không? Đúng chứ. Sách Thánh Hiền lưu truyền mấy ngàn năm nay mà. Không bỏ, không bỏ thì lợi ích rất lớn nhân cái ngày được về Pháp hội. Hồi tối chúng tôi nói câu chuyện con voi mà súc sanh mà nó gần cái lò mổ, người ta ném cái người mà bị tội ác mà đáng chết vô thì nó dập đạp chết ngay tức cái khắc liền. Nhưng mà đưa nó đến gần chùa cái bắt đầu là nó gì? Nó hiền ra. Nó nghe tiếng kinh tiếng kệ hiền, nó đem cái người mà sát nhân đó, người ác đó mà người đáng chết liền vô cái nó không đạp nữa, nó không giết nữa. Còn mình là người gì? Mặc đầu tròn áo vuông là có duyên với Phật pháp lắm đấy chứ. Rồi đứng được nghe ngồi trong tâm bảo, được mặc áo của Phật tử ha, rồi được ngồi trong cái trai đường của tam bảo, thì chẳng lẽ mình không bằng súc sanh, chẳng lẽ không bằng con voi? Công nhận An Sĩ Tuần Thư hay thiệt, ông kiếm ra được những mấu chuyện hay thiệt. Căn lành mình sâu dày lắm mình mới bước vào được trong này chứ, không có là chướng ngại ngay làm dễ gì vô được, đúng không? Vậy mà mình vô đây rồi cuối cùng lên núi báu lại về hai tay không, lên núi báu về hai tay không, tới nơi này mà không gặp được sách Thánh Hiền, nghe tay này lọt tay kia, quá ổn. Hôm nay thực sự chúng tôi cung kính quý vị lắm, chứ không phải chúng tôi nớ lớn tiếng ra oai đâu, không phải ra oai đâu, mà thấy lời Thánh Hiền giúp cho mình được chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, để đời này liễu sanh thoát tử. Chúng tôi cảm ngộ được chuyện này, cho nên chúng tôi mong mọi người được như vậy, chứ không phải là ra oai đâu, không phải ra oai đâu. Chỉ một người niệm Phật, chỉ cho người đó niệm Phật mà họ đầy đủ tính hạnh nguyện thì bằng cúng dường bảy báu suốt trăm năm mà. Cho nên cái đạo tràng của tổ sư Ấn Quang không có đông, có 20 người à. Vậy mà giảng sanh thành Phật có 20 người. Coi chừng mình đông quá mấy cái người không tu, họ vô họ phá mấy cái người tu á. Họ làm loạn ở trong đó đó. Thì thôi, giờ hôm nay thì thực sự nhân cái ngày lễ mới quy bỏ ra cũng khá nhiều công sức, khá nhiều thời gian, khá nhiều là tiền bạc sắm sửa trai duyên, cúng dường tam bảo, cho nên chúng tôi bằng tấm lòng chân tình cung kính để mà chia sẻ quý vị những cái lời mà bằng tận đáy lòng, để quý vị chúng ta cố gắng mình nắm tay nhau mình tu để vãng sanh. Bây giờ hỏi lại đi, ai biết ngày giờ vãng sanh chưa? Bản thân chúng tôi cũng chưa, đúng không? Chưa thì bây giờ mình phải làm cái việc quan trọng này, phải cho biết chứ, phải tích lũy chứ, đúng không? Biết cái gì quan trọng mình lo mình làm,